đời, cho cuộc đời của mình mà tự mình làm được hết. Chúng ta cần nhau, nói chung là như vậy, chúng ta cần nhau. Và một trong những cái cộng đồng quan trọng nhất mà chúng ta nói đến đó, đó chính là hội thánh của Chúa. Và chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu đã thành lập hội thánh của Ngài, và Ngài so sánh hội thánh của Ngài với một thân thể. Và khi các em á, thì các em dùng một cái hình ở đằng sau cái lưng áo của mấy em phải không? Đó là cái tô xôi phải không? Một cái tô xôi. Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng là hội thánh của Chúa chúng tô xôi hết trơn á. Có lẽ hồi đó chưa có xôi. Nhưng mà có một cái hình ảnh rất đẹp mà Kinh Thánh dùng, đó là hội thánh của Chúa giống như thân thể của Ngài. Hội thánh của Chúa giống như là thân thể, và mỗi chúng ta là những chi thể của nhau. Và vì cớ hội thánh là một thân thể, do đó cái điều quan trọng nhất của hội thánh đó là sự hiệp nhất. Hay nói một cách khác, sự hiệp nhất nó là cái ý nghĩa là cốt lõi của việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta kinh nghiệm cái hội thánh của Chúa ở trên đất. Thế thì bây giờ anh muốn đặt các em một câu hỏi rằng là ban thanh niên của các em có sự hiệp một không? Có không? Bạn nào nói ban thanh niên có sự hiệp một? Bạn nào nói ban thanh niên không có sự hiệp một? Còn mấy bạn thịt ba rọi chơi đâu rồi? Biết ba rọi không? Ba rọi tức là yes cũng được, no cũng được, nó thành ra thịt ba rọi. Có hai ba bạn nói rằng có sự hiệp một, có hai ba bạn nói rằng không có sự hiệp một. Chúng ta dựa vào đâu để nói ban thanh niên có sự hiệp một hay không? Nhiều người nói ban thanh niên có sự hiệp một, cái tối nay đỏ kè hết trơn, đứa nào mặc áo cũng giống nhau hết. Ban thanh niên có sự hiệp một là tại vì tụi em hồi nãy đứng hát chung, không có đứa nào gây lộn đứa nào hết trơn. Ban thanh niên có sự hiệp một là tại vì tụi em đang cùng làm việc chung với nhau nè. Ban thanh niên có sự hiệp một là bởi vì không ai trong chúng em giận nhau hết trơn. Ban thanh niên của chúng em là sự hiệp một là bởi vì ý kiến giống nhau hết trơn. Và nhiều khi mình nhìn ban thanh niên của mình giống như cái trại mồ côi vậy đó. Giống nhau hết, đầu hết, đầu đinh hết trơn á, mặc áo giống nhau, ngồi tướng giống nhau, ăn cái kiểu cũng giống nhau, nhìn cũng giống nhau, đó gọi là sự hiệp một. Nhưng nhiều khi chúng ta hiểu lầm sự hiệp một mà Chúa muốn nói về hội thánh. Thế thì cái điều đầu tiên mà tối hôm nay anh muốn đề cập với các em đó là cái nền tảng của sự hiệp một trong hội thánh là gì. Và chúng ta thấy có ba câu kinh thánh ở trong câu 4 cho đến câu 6. Câu 4 đến câu 6, các em đọc, các em theo dõi bản Kinh Thánh tiếng Anh, anh đọc bản Kinh Thánh tiếng Việt. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Có bao nhiêu chữ một ở đây? Bao nhiêu chữ một? Bảy chữ một. Và đây là bảy cái nền tảng rất quan trọng ở trong sự hiệp một. Mà tối hôm nay anh muốn nói với các em về nền tảng của sự hiệp một. Có bảy cái chữ một ở đây. Thứ nhất, Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng có một thân thể mà thôi. Mỗi tín hữu là một chi thể được Chúa đặt vào trong thân thể Chúa khi chúng ta tin Chúa. Chỉ có một thân thể mà thôi. Anh đến từ Hội Thánh CME. Các em là Hội Thánh Baptist. Đúng không? Nhưng mà chúng ta là một thân thể mà thôi. Thân thể của Chúa không có cái thân CME, không có cái thân Baptist, không có cái thân ngũ tuần, không có cái thân trưởng Presbyterian, không có cái thân Methodist, không có, chỉ có một thân thể mà thôi, chỉ có một thân ở trong Chúa mà thôi. Phải không? Các em ngồi đây đến từ nhiều nơi, đến từ nhiều gia đình khác nhau, nhưng khi chúng ta tin Chúa, chỉ có một thân thể mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta điều thứ nhất quan trọng, một thân thể. Đó là nền tảng của sự hiệp nhất trong hội thánh. Điều thứ nhì, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chỉ có một thánh linh mà thôi. Chỉ có một Chúa thánh linh ở trong anh và các em. Nếu như các em tin Chúa giống như anh. Còn nếu các em chưa tin Chúa thì linh của mấy em khác linh của anh. Đúng không? Nhưng khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta chỉ có một thánh linh mà thôi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sống giống như là linh của mình khác linh người kia vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta thuộc Chúa rồi, chỉ có một thánh linh. Kinh Thánh khẳng định điều đó. Phải không? Cái nền tảng thứ ba là gì? Chúng ta chỉ có một sự trông cậy mà thôi. Đó là sự trông cậy gì? Đó là chúng ta có một sự trông cậy. Đó là chúng ta trông cậy, trông đợi Ngài Chúa đến. Chúng ta có chung một mục đích. Chúng ta có chung một hướng nhìn. Chúng ta chờ đợi Ngài Chúa của chúng ta trở lại. Đó là một sự trông cậy, nền tảng của Hội Thánh. Cái nền tảng thứ tư của Hội Thánh, chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời ba ngôi mà thôi. Các em có bao giờ nghe tên của cái ông Gandhi chưa?
Gandhi là một thành lãnh tụ thuộc là về tinh thần của người Do, của người Ấn Độ. Ông ta là cái người chủ trương rằng không có bạo lực, tất cả đấu tranh bằng hòa bình mà thôi. Và khi người ta hỏi ông á, ông Gandhi á, là tại sao tin lành ở Ấn Độ không phát triển được, thì ông trả lời rằng là cái vấn đề mà tin lành không phát triển ở Ấn Độ được á, là do Cơ Đốc nhân. Là tại vì mỗi Cơ Đốc nhân á, là một Đức Chúa Trời. Cái hội thánh cái thời điểm đó ở tại Ấn Độ đó, không có một Đức Chúa Trời, mà mỗi một người là một Đức Chúa Trời. Ai cũng là Chúa hết trơn đó, ai cũng là cha, là chú trong hội thánh hết trơn đó, ai cũng có quyền nói hết trơn đó, ai cũng có quyền trên cuộc đời của mình hết trơn đó. Nhưng mà nền tảng của hội thánh chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời bạn ơi. Cái nền tảng kế tiếp của hội thánh đó, là chúng ta chỉ có một đức tin mà thôi. Và đức tin nó là gì? Là tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Một đức tin mà thôi. Và ông nói tiếp, chúng ta có một phép báp têm. Ở đây không đề cập đến phép báp têm bằng nước. Phao-lô đang biện luận cho chúng ta và ông muốn nói đến cái báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và khi một người thuộc về Chúa rồi, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh báp têm chúng ta để đem chúng ta vào trong thân thể của Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13 nói điều đó rất là rõ ràng. Và ở đây chúng ta không nói về báp têm bằng nước, chúng ta nói về báp têm bằng Thánh Linh. Và cái nền tảng cuối cùng đó là chúng ta có cùng chung một Đức Chúa Trời là Cha, sự hiệp nhất diệu kỳ Cơ Đốc nhân, một thân thể và một gia đình. Các em ngó bảy cái nền tảng của sự hiệp nhất: một thân thể, một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Đức Chúa Trời, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời là Cha của tất cả. Thế thì câu hỏi anh đặt với các em rằng trong bảy cái điểm này có cái điểm chung nào ở trong bảy đặc điểm trên? Có cái điểm chung nào? Mình nói về một thân thể, mình nói về một Thánh Linh, mình nói về một sự trông cậy, nói về một Chúa, nói về một đức tin, nói về một phép báp têm, nói về một Đức Chúa Trời là Cha, có cái điểm gì chung? Có chữ một. Ngó lại coi có điểm gì chung. Có điểm gì chung? Đương nhiên là có con số 1 rồi, không có nào có con số 2 hết. Có điểm gì chung nữa? Các em có nhận ra điểm chung không? Có một cái điểm chung rất quan trọng để nó quyết định cái sự hiệp một của Hội Thánh. Đó là bảy cái điểm này, tất cả bảy cái điểm này, đặc điểm này đều thuộc về Chúa và do Chúa. Không có một nền tảng chung nào của Hội Thánh do con người mà ra. Bảy cái đặc điểm này chúng ta có được khi chúng ta tin nhận Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bước vào trong thân thể của Chúa. Đó là điều Chúa làm. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Đó là điều Chúa làm. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có một sự hy vọng. Đó là sự hy vọng nơi Ngài Chúa đến. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có một Chúa là Đức Chúa Trời ba ngôi. Điều đó không đến từ chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có một đức tin. Điều đó đến từ Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có một phép báp têm bằng Thánh Linh. Điều đó đến từ Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời là Cha. Cả bảy đặc điểm, bảy nền tảng của sự hiệp một Hội Thánh, không có cái nào đến từ con người hết. Không có một cái nào đến từ con người hết. Và cái điều này nó cho chúng ta hiểu điều gì? Nó cho chúng ta hiểu rằng sự hiệp một của Hội Thánh là do Chúa tạo nên. Chúng ta không tạo nên sự hiệp nhất ở trong Hội Thánh. Chúng ta chỉ tham dự vào sự hiệp nhất mà thôi. Hay nói một cách khác, chúng ta chỉ thừa hưởng và chúng ta theo lệnh của Chúa để gây dựng sự hiệp nhất. Chúng ta không tạo nên sự hiệp nhất. Và đây là một điểm khác biệt rất quan trọng giữa Hội Thánh và các tổ chức ở bên ngoài. Các tổ chức không tin Chúa đó, thì cái sự hiệp nhất của người ta đó, nó được đặt nền tảng trên một cái sự đồng nhất nào đó. Ví dụ như cùng lứa tuổi với nhau, lập thành một cái club, một cái câu lạc bộ. Rồi cùng một giới tính với nhau, người ta lập thành ban phụ nữ, rồi ban nam giới, phải không? Ở bên ngoài cũng có. Rồi người ta đồng hương, người ta lập thành hội đồng hương, người ta cùng nghề nghiệp, người ta lập thành cái tổ chức của các nhà giáo, tổ chức của các bác sĩ, người ta cùng sở thích, người ta vô là thích chơi football, là một cái câu lạc bộ, phải không? Nhưng mà các em nên nhớ một điều á, sự hiệp nhất của Hội Thánh không phải là sự đồng nhất đến từ phía bên ngoài. Sự hiệp nhất của Hội Thánh á, nó phát xuất từ bên trong. Và đó là một vẻ đẹp thuộc linh. Đó là sự hiệp nhất đến từ Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu và nắm vững điều này. Sự hiệp nhất của Hội Thánh đến từ chính Chúa.
Chúng ta không tạo nên sự nghiệp nhất, chúng ta giữ phần ở trong đó và chúng ta gây dựng sự nghiệp nhất. Thành ra có nhiều người anh thấy rất là ngon lành nói rằng là tôi là cái người quyết định cái sự tồn tại, sự hiệp một của hội thánh này nè. Hãy mà tôi đi cái hội thánh này là tiêu điều liền đó. Tôi đi là không được đó. Cái ban thanh niên này là tôi là chủ chốt nè. Tôi đi một cái là ban thanh niên này dẹp liền đó. Ồ, những cái người có suy nghĩ như vậy nó là những người rất nguy hiểm, bởi vì chính họ là những người đem lại sự lộn xộn cho hội thánh và ban thánh đi. Bởi vì một người suy nghĩ như vậy sẽ cố gắng tạo cái áp lực và cái ảnh hưởng của mình trên hội thánh và trên ban thánh đi. Và đó là điều sai trật. Người ta cần phải hiểu một điều rằng sự hiệp nhất đến từ Chúa. Và khi anh nói với các em rằng sự hiệp nhất đến từ Chúa nó có nghĩa là gì? Thứ nhất, sự hiệp nhất phụ thuộc vào mối tương giao thuộc linh cá nhân của chúng ta với Chúa. Anh với em, với tất cả các em, chúng ta hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất của chúng ta tùy thuộc vào cái mối quan hệ cá nhân của anh và của các em với Chúa. Đây là điều chút xíu nữa mình sẽ nói với nhau. Nhưng đây là điều chúng ta cần phải biết. Mối tương giao giữa anh và các em, của các em với Chúa mà trục trặc, sự hiệp nhất của chúng ta có vấn đề. Cái điều thứ nhì chúng ta cần phải lưu ý đó là đừng đòi hỏi tất cả mọi người ở trong ban thanh niên hay là trong ban hội thánh giống nhau. Bảy cái điểm chung đó là chung một thân thể, chung một thánh linh, chung một Đức Chúa Trời, chung một sự trông cậy, chung một báp têm bằng thánh linh, chung một Đức Chúa Trời là cha. Không có cái nào nói rằng là chúng ta hội thánh của Chúa hiệp một là chung màu da. Không có ai nói rằng là hiệp một trong hội thánh là chung kiểu tóc hết trơn á. Không ai nói là hiệp một của hội thánh là chung màu áo hết trơn á. Không ai nói là hiệp một của hội thánh là chung nghề nghiệp hết trơn á. Không ai nói rằng hiệp một của hội thánh là chung cái sở thích hết trơn á. Chúng ta những cái điểm chung đó chúng ta chỉ có 7 điểm chung thôi. Thành ra mình đừng có đòi hỏi là mọi người trong hội thánh phải giống nhau hết. Thành ra chúng ta thấy ở đây nhiều khi mấy người lớn ưa cằn nhằn mấy đứa nhỏ. Hát cái kiểu gì á, hát cái kiểu gì mấy người lớn người ta khó chịu. Mấy người lớn nhiều khi người ta lớn tuổi rồi, người ta ưa hát kiểu nghiêm và buồn, thờ phượng kiểu nghiêm và buồn. Mấy người này hát gì đâu, nhảy chói hoài, thờ phượng Chúa không có kịnh kiền. Anh khi anh ở Việt Nam anh gặp ông cậu anh. Ông cậu anh là cái người tin Chúa lâu lắm rồi, ông râu ông dài, mặt ông ngầu, già, giờ ông qua đời rồi, giờ nói lén lén ông thôi. Ông gặp ông cậu anh, ông cậu anh ông nói với anh á, ông ở Đà Nẵng, anh ở Sài Gòn, anh thăm ông, anh ông lâu anh mới gặp ông. Ông mới nói với anh rằng là cậu nói thiệt chứ con á, cậu ghét nhất mấy thằng mà đi vô nhà thờ hát mà cứ đứng nhảy choi, vỗ tay giơ tay giơ chân, thờ phượng Chúa không có kỉnh kiền gì hết trơn á. Thờ phượng Chúa là phải kỉnh kiền. Em hiểu chưa kỉnh kiền không? Kỉnh kiền là đứng nghiêm, không cười, không có nhìn qua hai bên, hát nghiêm túc. Ồ, mấy ông cụ mình rất là tốt. Anh nghe anh nhột quá chừng luôn, tại anh hát không bao giờ anh đứng yên được một chỗ. Anh hát, anh ca ngợi Chúa không bao giờ anh đứng được một chỗ hết. Ngay cả cái bài mà tôn vinh chân thần, anh cũng không đứng yên được nữa. Tại anh thấy mình ca ngợi Chúa mình phải vui. Mình gặp cậu mình râu dài, ông nói cậu ghét nhất, mình nói cậu ơi, chẳng lẽ cậu ghét con, mình không dám nói. Nhưng mà hồi đó anh khó chịu lắm. Anh nói ông cậu mình buồn cười, theo Chúa mấy chục năm mà kỳ cục. Anh vô nhà thờ anh nhìn mấy ông già hát anh chán vô cùng. Có một lần anh được mời tới một hội thánh để anh giảng ở tại Việt Nam, ở tại Sài Gòn. Anh được mời tới hội thánh anh giảng. Anh thì anh lo cho thanh thiếu niên, anh gây dựng ban thiếu niên, anh worship là với Chúa là phải vui mừng. Anh tới nó hội thánh, nó các em biết không, đầu giờ nhóm họ hát 6 bài. Họ chỉ có một cây đờn. Anh không biết cái đờn nó gọi là đờn gì, Bích Thụy, đờn mà đạp cái nó có hơi á. Không biết, anh không biết đờn gì. Mà họ chỉ nhấn mấy cái accord thôi. Rồi họ hát mấy bài, họ hát mấy cái bài mạnh lắm. Nhưng mà họ hát cũng vậy đó. Ví dụ như họ hát bài bài gì, một bài thánh ca bất kỳ gì, yêu Giêsu hiến nhân thân cho Ngài. Thí dụ như đây hả, yêu Giêsu hiến nhân thân cho Ngài. Họ hát kiểu đó. Anh ngồi dưới anh lạnh, anh giống như nhắc ma anh vậy đó. Anh sợ quá chừng luôn đó. Anh nói chết mồ rồi, mình ngồi đây, mình tới đây mình giảng, mình chuẩn bị bài giảng là mình chuẩn bị tinh thần là mình tới đây mình giảng, giống như là bốc khói lên đầu luôn á. Mà quất 6 bài này tự nhiên người anh lạnh hết trơn luôn. Anh nói chết mồ lên giảng gì đấy. Chết mồ giờ sao giờ.
Thì tự nhiên ngay trong thời điểm đó anh mới cúi đầu xuống anh cầu nguyện với Chúa. Anh nói: Chúa ơi, con đang làm cái gì vậy? Con tới đây con thờ phượng Chúa hay là con tới đây con nhìn người ta? Người ta hát như vậy người ta có thờ phượng Chúa không? Có không? Có chứ. Nhưng mà mình không thích. Mình chỉ muốn người ta giống mình thôi. Mình cũng muốn người ta hát là phải vui vẻ, phải có trống, có đờn, rồi phải vỗ tay, rồi phải giơ tay. Nhưng mà gặp mấy ông già thì mình sợ mình không ấy. Và chính vì vậy đó, mình muốn mọi người đều giống mình hết. Thành ra lúc đó mình đi ngó người ta, mình không còn thờ phượng Chúa nữa. Và lúc đó anh cúi đầu xuống anh nói: Chúa ơi, Chúa tha tội cho con. Con đang chỉ trích anh em mình, chứ con không hướng về Chúa. Con không đang thờ phượng. Con đang không thờ phượng. Sự hiệp một không có nghĩa rằng tất cả chúng ta phải giống nhau. Anh ơi, em vô nhà thờ em, nếu mà em anh từng dự những buổi nhóm á, mà anh thấy có những người nó mà hai cái bàn chân họ nó không có đụng với đất nữa. Họ hát họ thờ phượng Chúa mà họ nhảy mà hai cái chân không có đụng với đất á, ghê hồn thiệt, giống như exercise luôn á, chốc lên luôn. Anh quay qua cũng cái hội thánh đó, anh quay qua có người ngồi im ru à, ngồi mặt buồn, mặt trang nghiêm không phải buồn nhưng mà hát rất là yên lặng. Nhưng mà anh ấy có một cái điều lạ là kể cả cái người ngồi yên lẫn cái người nhảy choi đó, hai cái gương mặt họ đều vui mừng trong sự thờ phượng Chúa. Anh nói: ok, anh ngồi cũng được, anh đứng cũng được, anh nhảy cũng được, nhưng nếu tất cả chúng ta đều có một điểm chung thôi, chúng ta thờ phượng Chúa. Ok, sự hiệp một trong hội thánh không có nghĩa là chúng ta phải giống nhau hết. Và cái sai của chúng ta đó là hay mà ai khác chúng ta đó là lập tức chúng ta đẩy đi liền. Các em cây dựng ban thanh niên phải không, có một đứa nào nó vô tự nhiên nó lạ lạ một chút, nó hơi quái quái một chút. Mấy đứa kia mặc áo đỏ hết, tao chơi nó mặc áo màu khác, mặc áo màu vàng đi. Chơi áo đỏ ngôi sao vàng vô là dễ bị bắt lắm. Áo màu vàng đi, tự nhiên bực mình liền. Nó bực mình, khó chịu. Tự nhiên ngồi học kinh thánh có một đứa chọc chọc hỏi. Đứa nào cũng hiền hết, có một chọc tự nhiên một đám chiên màu trắng, có một con màu đen vô, có một con màu đốm đốm vô, cứ chọc chọc hoài. Cầu nguyện tha thiết cho Chúa ơi, lần sau thứ bảy cho bạn nó đừng đi nhóm nữa. Bạn đi nhóm quậy quá. Không phải. Chúng ta rơi vô cái tình trạng bắt người ta giống mình. Nó không phải là cái điều Chúa muốn. Cái điều thứ ba chúng ta thấy ở đây đó là chúng ta ở trong thân thể của Chúa không phải vì cớ chúng ta thích nhau hay là không phải vì cớ chúng ta thương nhau. Nhớ điều đó. Chúng ta ở trong thân thể của Chúa bởi vì cớ chúng ta được Chúa yêu và chúng ta yêu Chúa. Anh đến đây không phải bởi vì anh thích mấy em. Anh biết mấy em đứa nào đâu không thích. Anh ở đây với mấy em vì sao? Bởi vì cớ Chúa yêu anh và anh yêu Chúa. Chúng ta ở trong hội thánh. Chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta không làm gì được hết trơn á. Hai đứa này mặt mày ngồi với nhau thân thiết mà. Một bữa cái con bé này nó đi nói xấu với thằng này. Nó nói: cái bạn nó nhìn mặt đẹp gái chứ xấu xí lắm, nó ích kỷ lắm. Con này giận liền. Giận rồi làm sao? Không đi nhóm nữa. Có không? Thanh niên này có không? Giận nhau bỏ nhóm có không? Tại sao giận nhau bỏ nhóm? Là tại vì chúng ta tới đây vì cớ chúng ta thích nhau. Nhưng nếu chúng ta hiểu một điều rằng chúng ta tới đây không phải vì chúng ta thích nhau, chúng ta tới đây là bởi vì cớ chúng ta chung một Chúa, chúng ta sẽ không bỏ đi. Biết bao nhiêu người cứ bỏ chạy hội thánh, chạy vòng vòng từ hội thánh này qua hội thánh kia là vì cớ không hiểu điều này. Tôi không thích ông mục sư. Mục sư nhìn mặt khó ưa quá. Cho dù anh Thanh rất là đẹp trai nhưng mà nhiều người không thích. Bỏ đi qua kiếm ông khác đẹp trai hơn. Cái khổ đi làm mục sư mà làm như đi làm ca sĩ đó, kiếm người đẹp trai. Chúng ta đi tới nhà thờ không phải vì cớ chúng ta thích cái mục sư. Đây là chỗ Chúa đặt chúng ta đây. Chúng ta tới nhà thờ mà vì chúng ta giận ban chấp hành, chúng ta bỏ ông ta vào thánh khác. Giận bạn bỏ đi vào thánh. Thích thì nhóm, không thích thì thôi. Bởi vì chúng ta hiểu không đúng. Có một điều các em cần phải hiểu nè. Chúng ta quan hệ với nhau á, chúng ta cái mối quan hệ của chúng ta đó là một mối quan hệ gián tiếp. Mối quan hệ của chúng ta là indirect relationship, not direct, indirect relationship. Chúng ta quan hệ với nhau nó là indirect là bởi vì sao? Bởi vì anh quan hệ với anh làm bạn với bạn này không phải bởi vì cớ cái bạn này đáng yêu, bạn này dễ thương hay là bạn này đáng mến hay gì đó, cho dù thiệt sự có thể như vậy. Nhưng mà anh làm bạn với bạn này vì sao? Là bởi vì anh làm bạn với Chúa. Bạn này làm bạn với Chúa. Thành ra anh làm bạn với bạn này. Thành ra cho đến một lúc nào đó bạn này không còn dễ thương nữa. Cho đến một lúc nào đó bạn này nhìn mặt
nhìn theo như là bằng cặp mắt mang hình viên đạn, thì anh vẫn cứ phải thương người này. Bởi vì sao? Bởi vì cái mối quan hệ relationship của anh với bạn này nó là indirect, không có phải vì có anh với người này trực tiếp với nhau, mà chúng ta quan hệ với nhau thông qua Chúa. Chúng ta nhìn nhau qua Chúa Giêsu. Và khi chúng ta hiểu được điều đó đó, cái mối hiệp nhất của các em ở trong Chúa nó thay đổi. Cái mối hiệp nhất của chúng ta trong Chúa thay đổi bởi vì chúng ta nhìn Chúa và từ đó chúng ta nhìn nhau. Thành ra các em có để ý không, tại sao đầu giờ các em phải hát mấy bài hát ở đây? Tại sao đầu giờ mình phải hát? Có nhiều người nói rằng đầu giờ phải hát để chờ mấy người đi trễ tới. Có không? Tại sao phải hát? Bởi vì các em ơi, khi chúng ta không được kéo đến với Chúa trước á, thì chúng ta nhìn nhau chúng ta có vấn đề liền. Khi chúng ta kéo đến với Chúa rồi đó, chúng ta nghe lời Chúa sau đó, một sư thanh giảng, chúng ta thấy ô lời Chúa ngọt ngào. Chúng ta chưa được kéo đến với Chúa, chúng ta ngồi dưới chúng ta nghe một sư thanh giảng. Ông này sao nay ông cứ chỉa mình hoài ta? Sao ông cứ nói mình hoài ta? Tại vì sao? Tại vì mình chưa được kéo đến với Chúa, mình còn nhìn nhau. Đúng không? Nhưng khi mình có cái giờ thờ phượng đồng, tất cả chúng ta được kéo với Chúa rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đến với nhau là chúng ta đến với nhau ở trong Chúa. Thành ra đây là những cái điều rất quan trọng ở trong nền tảng của sự hiệp nhất. Đó là sự hiệp nhất phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta đừng đòi hỏi mọi người trong hội thánh giống nhau. Người nào không giống nhau chúng ta bỏ. Và điều thứ ba là chúng ta ở trong thân thể của Chúa bởi vì cớ Chúa cứu chúng ta. Chúng ta được Chúa yêu và chúng ta yêu Chúa, chứ không phải vì cớ chúng ta thích nhau. Đây là những điều rất quan trọng. Và cái điều thứ nhì chúng ta nói với nhau trong buổi tối hôm nay, đó là làm sao để chúng ta gây dựng sự hiệp nhất. Làm sao chúng ta gây dựng hiệp nhất? Có ba điều chúng ta cần phải làm để gây dựng sự hiệp nhất. Thứ nhất, đó là chúng ta phải gây dựng mối tương giao của mỗi cá nhân với Chúa. Ở trong câu 13, ở trong phân đoạn episode đoạn 4 đó, thì Kinh Thánh ghi rất rõ ràng, phải không? Đó là cho đến chừng chúng ta thấy đầy hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà đến bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Mối tương giao giữa cá nhân, giữa chúng ta với Chúa nó sẽ quyết định cái mối tương giao giữa chúng ta với nhau trong hội thánh. Các em có đi thăm viếng nhau không? Bạn thanh niên có đi thăm viếng không? Lâu quá rồi không thăm viếng nhau rồi. Có đi thăm viếng không? Mấy em đi thăm ai? Hội thánh có đi thăm viếng nhau không? Đi thăm ai? Thăm mấy người bỏ nhóm, thăm mấy tín đồ yếu đuối bỏ nhóm. Nó nhỏ nhỏ thôi, chưa chắc bỏ nhóm là yếu đuối đâu. Chưa chắc ngồi đây là ngon hơn mấy người vắng đâu, nhưng mà mình nói đại thôi. Đi thăm mấy người bỏ nhóm. Tại sao vậy? Tại vì mình luôn luôn nghĩ rằng có mặt ở đây là ok rồi. Sao mà khẽ mà Chủ nhật có mặt nhà thờ là được rồi. Mà vắng mặt lần là có vấn đề liền á. Phải không? Chúng ta thường đánh giá sự hiệp nhất qua sinh hoạt ở tại nhà thờ. Chúng ta thường đánh giá sự hiệp nhất qua cái sinh hoạt ở tại nhà thờ. Do đó chúng ta thấy một điều là gì? Nếu như mà chúng ta nhóm đông đủ hội thánh với nhau, không có chuyện gì cãi cọ nhau hết đó, thì hội thánh nó được gọi là ở trong tình trạng tốt và đang có sự hiệp nhất đó. Nhưng mà tự nhiên cái hai gia đình tự nhiên cái bỏ nhóm là hội thánh có vấn đề. Hãy mà ban chấp hành họp mà có chuyện mà lục đục với nhau, hội thánh có vấn đề. Chúng ta thường đánh giá cái sự hiệp nhất của hội thánh ở tại nhà thờ. Chính vì cớ chúng ta đánh giá sự hiệp nhất của hội thánh ở tại nhà thờ đó, thành ra chúng ta thường có cái xu hướng đó, thay đổi những cái sinh hoạt ở trong hội thánh để tạo cái sự hiệp nhất. Ví dụ như là hát nhạc này chán quá, đổi nhạc khác đi. Cái nhạc này nó không đem lại cái sự sống cho hội thánh, đổi nhạc khác. Cái chương trình này bây giờ nó buồn quá, mỗi ngày Chủ nhật phải có một cái chuyện gì cho vui. Chúng ta thường thay đổi những cái hoạt động mà chúng ta quên mất một điều. Cái sự hiệp nhất của hội thánh trong ngày Chủ nhật nó tùy thuộc vào cuộc đời của anh và các em 6 ngày còn lại trong tuần. 6 ngày còn lại trong tuần chúng ta sống với Chúa như thế nào, nó sẽ quyết định cái sự hiệp nhất của hội thánh, chứ không phải chỉ có ngày Chủ nhật không mà thôi. Các em ở nhà, các em nghiện game, các em chơi game, có chơi game không? Có không? Có chứ, không có. Ngồi trong nhà thờ mình phải nói thiệt, mình đừng nên nói xạo. Có chứ ghê. Nhiều hết. Nhiều hết. Nói thiệt đấy, nhiều hết. Nhiều chứ.
Anh có nhỏ 15 tuổi con anh canh nó hoài. Chơi game nhiều. Game nhiều đâu có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp nhất. Ồ các em ơi, nếu các em để một điều gì đó chi phối cuộc đời các em hơn Chúa, các em làm ảnh hưởng đến sự hiệp một của Hội Thánh. Cuộc đời các em với Chúa không tốt, cuộc đời các em với nhau không bao giờ tốt được. Các em thích 12 giờ, 1 giờ mấy em chơi game, sáng dậy có đứa nào dậy để tịnh nguyện không, devotion không? Vô sinh nội gì vô sinh, mắt mở không ra mà đi vô sinh nội gì. Mình với Chúa không tốt là mình với nhau không tốt. Các bạn lên internet, các bạn coi những cái hình ảnh xấu, pornography ở trên internet. Ủa cái chuyện đó chuyện em làm riêng, anh đừng có nói lộ bí mật của em. Em làm riêng chuyện của em. Ồ các em ơi, khi các em làm những chuyện đó, mối quan hệ giữa các em với Chúa có vấn đề, thì các em tới đây, mối quan hệ của các em với các bạn có vấn đề. Sự sống, sức mạnh của Hội Thánh tùy thuộc vào cuộc đời của chúng ta với Chúa 6 ngày trong tuần. Chúng ta thường lo tập hát để chúng ta có một cái buổi nhóm thiệt là tốt. Chúng ta thường lo một cái chương trình để có một ngày Chủ nhật thiệt tốt. Nhưng chúng ta quên mất một điều, cái sự sống trong sự thờ phượng nó tùy thuộc vào 6 ngày của chúng ta ở trong tuần, chớ không phải là cái lúc chúng ta đứng ở trên này chúng ta hát. Nhưng chúng ta lại có thói quen quan trọng cái chỗ đứng ở trên đây hơn là 6 ngày chúng ta trong tuần, đúng không? Chúng ta cẩn thận về điều đó. Sự sống của chúng ta với Chúa nó ảnh hưởng đến sự sống của Hội Thánh. Thành ra cái nguyên tắc đầu tiên để gây dựng sự hiệp nhất á, là chúng ta phải gây dựng cái mối quan hệ cá nhân giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Cái nguyên tắc thứ nhì, đó là sau khi chúng ta gây dựng mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa rồi đó, thì chúng ta phải gây dựng mối quan hệ cá nhân của chúng ta với nhau. Và ở trong câu 1, câu 3 đó, ông cho chúng ta những nguyên tắc rất là hay, phải không? Các em theo dõi bằng thánh tiếng Anh. Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở với nhau một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Làm sao để chúng ta gây dựng mối quan hệ với nhau? Ông nói chúng ta có những cái điều rất quan trọng. Thứ nhất là phải khiêm nhường đến điều. Mình phải khiêm nhường. Và các em sẽ thấy rằng cái tội lỗi đầu tiên của con người nó đến từ gì? Sự kiêu ngạo. Vì sao từ một thiên sứ sáng láng trở thành Satan? Sự kiêu ngạo. Cái điều gì dễ dàng gây trở ngại cho sự hiệp một trong Hội Thánh? Sự kiêu ngạo. Và điều đầu tiên ông nói với chúng ta rằng phải khiêm nhường đến điều. Khi chúng ta sống với nhau, chúng ta phải đặt Chúa trước hết. Chúng ta phải đặt cái quyền lợi của anh em mình thứ nhì, rồi kế đến mới chúng ta. Chúng ta có xu hướng chúng ta muốn ngồi trên Colorado là top của nước Mỹ rồi phải không? Cao nhất rồi phải không? Đúng không? Tiểu bang Colorado là cao nhất. Thích ngồi trên đầu người ta không à? Cha chú. Nhưng mà không phải Colorado đâu, cái tiểu bang thấp nhất á, người ta cũng muốn leo lên đầu người khác, người ta ngồi. Luôn luôn có người có cái xu hướng đó. Và cái chuyện đó là cái chuyện gây xáo trộn cho Hội Thánh nhiều nhất. Và Paulo nói trong Galati rằng anh em chớ lấy những cái danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau. Lời Chúa rất hay. Chúng ta phải khiêm nhường với nhau. Và khiêm nhường với nhau có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết mình, phải chấp nhận mình và phải là chính mình. Chúng ta khiêm nhường không có nghĩa rằng là đụng tới mình, em làm không được đâu, sao em dở lắm, người em yếu lắm, người giống như con bún vậy. Khiêm nhường không phải như vậy. Nhưng mà khiêm nhường có nghĩa là mình phải biết chính mình phải chấp nhận cái mình và mình là chính mình trong cái mà Chúa đặt để Chúa dựng nên mình. Chứ không phải khiêm nhường là xạo xạo. Em không làm gì được hết trơn á. Không phải. Chúa không muốn chúng ta suy nghĩ mình cao hơn cái chỗ mà Chúa đặt mình. Và Chúa cũng không muốn chúng ta suy nghĩ mình thấp hơn cái giá trị mà Chúa đặt. Chúa muốn chúng ta sống đúng cái giá trị mà Chúa đặt chúng ta. Đúng cái vị trí mà Chúa đặt chúng ta. Và do đó mọi người phải nhận ra cái khả năng, cái ân tứ mà Chúa ban cho mình. Chấp nhận điều đó, đâu phục Chúa, phục vụ Chúa, hầu việc Chúa một cách khiêm nhường giữa anh em mình. Có nhiều người có Chúa ban cho một tí khả năng thôi, đi đụng vô tường tùm lum hết trơn á. Biết tại sao không?
Tại vì mặt cứ ngước trời không mà đi, mặt cứ ngước trời. Tôi hát đờn hay nhất cầu thánh, tôi đi mặt tôi ngước trời, đụng bể đầu hoài, tại vì đâu có nhìn đường đó. Tôi là người coi như là giỏi nhất ở trong ban thanh niên, đi đụng tường hoài. Anh gặp nhiều người đụng tường đó, anh cũng đụng hoài, hồi nhỏ đụng rồi nó bằng tuổi mấy em anh đụng hoài. Ồ, mình thấy mình cũng không biết nỗi nào phải không? Nhìn mặt cũng được rồi, học hành cũng được rồi, đủ thứ cái gì mình thấy mình cũng được hết. Đi đụng tường hoài. Chúa cho mình nhận ra và mình sống với anh em mình mới có khiêm nhường. Chúa dùng mình một chút xíu, mới dùng mình một chút xíu thôi là mình qua Iraq, mình ôm bơm, mình tự sát, mình nổ tùm lum hết, gặp ai cũng nổ hết trơn, ôm bơm trong bụng nổ tùm lum hết trơn. Nó không phải điều Chúa muốn. Chúa muốn mình sống với nhau khiêm nhường. Thanh niên ở đây có ôm bơm nổ không? Ôm lâu lâu nổ, nổ văng miệng, nổ tùm lum hết trơn. Chúa muốn mình sống khiêm nhường với nhau. Mình nổ quá nên nó ra chuyện à. Khiêm nhường đến điều nhận ra chỗ của mình, Chúa đặt mình ở đâu trong thân thể của Chúa, chấp nhận chỗ đó, vui lòng với Chúa, đầu phục Chúa, hầu việc một cách khiêm nhường với anh em mình. Đó là điều rất quan trọng để mình gây dựng mối quan hệ với nhau. Cái điều thứ nhì ông nói với chúng ta đó là phải mềm mại. Tiếng Việt mình gọi là mềm mại, tiếng Anh là gentleness. Cái tiếng Việt mình cái chữ mềm mại nó làm cho người ta hiểu lầm lắm. Mềm, người mềm, người ẻo. Cái chữ gentleness mà ở trong nguyên nghĩa nó không có nghĩa như vậy. Nhưng mà cái chữ gentleness, cái chữ mềm mại á, nó nói đến cái khả năng kiểm soát sức mạnh của mình. Tuần sau không nhận nhân định nghe. Ủa tại sao tôi phải không nhận định? Trưởng ban nói là phải nghe. Chừng nào lên làm trưởng ban đi là biết. Tôi trưởng ban tôi nói phải nghe. Tuần sau lo nghe chưa? Tại sao vậy? Thư ký hội thánh nói phải nghe. Nói phải nghe không? Tôi mục sư nói không nghe hả? Chúng ta đủ thứ chuyện hết. Chúng ta phải biết kiểm soát cái sức mạnh của mình. Chúng ta sống với nhau, chúng ta phải tử tế với nhau, chúng ta phải mềm mại với nhau. Chúng ta đừng có phô trương cái sức mạnh của mình. Kiểm soát được cái điều đó. Cái chữ gentleness nó còn có nghĩa là mình không có muốn chi phối cho người khác. Mình không muốn chi phối cho người khác. Tất cả chúng ta làm sao để mỗi một người trong chúng ta trở nên giống với Chúa, chứ chúng ta không làm để anh em mình giống mình. Các em nhớ điều đó. Anh có một đứa con 15 tuổi và điều anh muốn á, là anh dạy nó để nó giống Chúa, chứ anh không dạy nó để nó giống anh. Anh có gì tốt đâu mà nó giống anh. Nó phải giống Chúa. Các em gây dựng nhau ở đây á, là để cho mỗi một người giống Chúa, chứ mình đừng có gây dựng ở đây thành một cái trại mồ côi giống nhau. Mình phải giống Chúa, không phải mình giống nhau. Đừng có chi phối cho người khác. Cái điều thứ ba ông nói với chúng ta là gì? Đó là sự kiên nhẫn. Tiếng Việt mình dùng cái chữ rất là kỳ, đó là chữ nhịn nhục. Thiệt ra cái chữ nhục đây đó, nó có cái nghĩa khác, nhưng mà mình nó thường nghĩ là nhục thôi. Thành ra người Việt Nam mình nói nhịn nhục, nhịn là nhục. Phải không? Người Việt Nam mình nói nhịn là nhục, cự là đục liền. Tại vì không đục đó là mình nhục lắm, thành ra mình không có nhịn. Cái người Việt mình ưa chơi, nhưng mà cái chữ nhục của tiếng Việt nó không phải là nhục nhã, mình hiểu lầm rồi. Hiểu không? Nhưng mà ở đây Kinh Thánh dùng một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ sự kiên nhẫn ở trong đó, sự nhịn nhục ở trong đó. Và cái nó có nghĩa là gì? Đó là cái sự trầm tĩnh, và đó là cái khả năng chịu đựng cái điều bực dọc mà không kháng cự lại. Đó là cái tinh thần từ chối báo thù, đó là cái tinh thần từ chối cái lối mà ăn miếng trả miếng. Các em ơi, chúng ta sống với nhau á, hãy tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ anh em, như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Vì cớ em xấu với anh xấu với em, đó không phải là điều Chúa muốn. Chúng ta từ chối cái sự trả thù. Vì cớ hai, tại sao hai đứa mình thân nhau mà bạn đi nói xấu tôi ghét tôi nói xấu bạn lại, đó không phải là điều Chúa muốn. Mình muốn gây sự dựng sự hiệp nhất là cái khả năng để từ chối sự báo thù. Đó là sự nhịn nhục. Cái điều kế tiếp ông nói ở trong câu 16, đó là chúng ta cần phải có tình yêu thương với nhau. Điều này anh không nói nhiều nữa. Tình yêu thương có nghĩa là chúng ta phải chân thành với nhau, phải tôn trọng nhau, và đặc biệt phải tha thứ với nhau. Hãy tha thứ nha. Các em ơi, sống với nhau rồi đó thì mình mới biết là mình có tha thứ cho nhau hay không. Phải không? Các em ở một mình, ở nhà các em có tha thứ với ai không? Có ai làm gì đâu mình tha thứ. Nhưng mà người vô ngồi rồi mới khó chịu quá. Hai này ngồi nhau, ông này ông nói tại sao cái tôi cũng cái ghế, ông cái ghế mà ông ngồi ông cứ lấn tôi hoài vậy. Tại vì tôi bự quá tôi ngồi tôi lấn ông. Khó chịu, có tha được không?
mình gặp nhau rồi mình mới biết mình tha với nhau được hay không. Ha? Mình ngồi mình học Kinh Thánh với nhau, mình cùng làm việc với nhau, mình mới biết mình có tha thứ hay không. Và Chúa muốn chúng ta sống với nhau, gây dựng cái mối hiệp một trong hội thánh bằng tình yêu thương. Đây là điều rất quan trọng. Một cái điều kế tiếp nữa ông nói với chúng ta đó là trong câu 16 đó là giữ gìn sự hòa bình ở trong hội. Và các em biết một trong những điều làm mất sự hòa bình là cái gì không? Biết không? Hả? Cái gì? Cãi lộn. Bạn này nói một trong những điều làm mất sự hòa bình là cãi lộn. Bạn nói đúng rồi đó. Cái điều làm mất sự hòa bình dễ nhất ở trong tập thể, cái lưỡi của mình. Cái này là cái làm mất sự hòa bình dễ nhất. Nó có một miếng nhỏ xíu này, nó đốt cả cái nhà, nó đốt biết bao nhiêu mối quan hệ với nhau, nó đốt biết bao nhiêu gia đình. Có một miếng nhỏ xíu, ra chợ mua miếng thịt nhỏ xíu vậy, có chừng không biết mấy đồng, có đồng bạc không biết nó bán chưa. Miếng này chết. Giữ gìn sự hòa bình. Đừng có dùng cái miệng lưỡi của mình để mà nói xấu, nói hành, nói sóc, nói xịa, để mà chia bè kết phái. Cẩn thận cái điều đó, cái lời nói của mình. Phải gây dựng sự hiệp một trong hội thánh. Để gây dựng sự hiệp một trong hội thánh, phải gây dựng cái mối quan hệ của mình với Chúa, phải gây dựng mối quan hệ của mình với nhau. Và điều thứ ba đó là phải sống để bày tỏ Đức Chúa Trời và sự vinh hiển Ngài. Và chúng ta thấy ở trong câu 15 ông nói điều đó phải không? Ông nói rằng là chúng ta phải muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu. Mục đích của chúng ta sống với nhau á là để bày tỏ Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Thành ra chúng ta phải nhớ một điều vậy nè. Mục đích của hội thánh không phải là để các tín hữu đến và tìm niềm vui, nhưng là sống để bày tỏ Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Nhiều khi chúng ta có cái xu hướng ngồi lại với nhau. Anh được mời đến một cái nhóm, khi anh bước vô cái nhóm đó, anh nói, anh cảnh báo họ liền. Anh nói cái nhóm này á, trước sau gì cũng có chuyện lộn xộn. Họ nói với anh, không, tụi tôi thương nhau lắm, tụi tôi ở với nhau 2-3 năm rồi. Anh nói rằng là tôi không phải tiên tri, nhưng mà 2-3 năm rồi chưa lộn xộn, sắp tới sẽ lộn xộn. Tôi nói biết trước là lộn xộn. Họ hỏi anh tại sao vậy. Anh nói cái nhóm này không làm gì hết trơn á, suốt ngày cứ tụ nhau lại làm gì ở bên Mỹ vậy nè, chứ không phải Việt Nam đâu. Tụ nhau lại làm gì? Thông công. Mà thông công là gì? Ăn, chơi, sinh hoạt, học lời Chúa con chút. Hôm nay chúng ta sẽ tới một buổi học Kinh Thánh, phải không? 2 tiếng đồng hồ, gọi là đi học Kinh Thánh 2 tiếng đồng hồ, trong đó học Kinh Thánh 10 phút, còn lại 1 tiếng 50 phút là ăn chơi thôi. Vui vô cùng. Chúng tôi náo nức mỗi ngày, mỗi tuần chờ tới ngày này tới để gặp nhau, để vui, để ăn. Phải không? Anh nói rằng cái nhóm này trước sau gì cũng chết. Mà họ chết thiệt. Tại vì sao? Chơi riết là nó cũng không còn gì vui. Ăn riết là dòm mặt nhau nó cũng dễ ghét. Không có chuyện gì làm hết. Nhàn cư vi bất thiện. Biết câu đó không? Nhàn cư vi bất thiện, mấy đứa này nó không biết rồi. Nhàn cư vi bất thiện tức là ở không, không có làm cái gì đó, thế nào cũng lòi ra chuyện xấu. Ăn cho no rồi, có nhiều energy quá, không có làm gì hết là quay qua gây lộn nhau thôi. Và các em ơi, các em đến, các em gây dựng băng thanh niên theo cái kiểu gì? Chơi game, ăn, học Kinh Thánh. Xong rồi cái học xong rồi làm sao? Chơi tiếp. Chơi tăng 1 chưa đủ, chơi qua tới tăng 2, tăng 3 đi tiếp. Ồ, băng thanh niên em vui quá. Trước sau gì cũng chết. Trước sau gì cũng gây lộn. Chơi một hồi nó hết vui. Ăn một hồi no rồi là không ăn nữa. Nó sinh chuyện với nhau. Nhưng các em nhớ một điều, nếu chúng ta biết rằng mục đích chúng ta ngồi lại không phải là để chơi cho vui, không phải là để ngồi mà thông công cái kiểu mà thông công ăn á, chứ không phải là thông công đúng nghĩa, nhưng chúng ta ngồi lại để chúng ta học hỏi lời Chúa và để chúng ta bày tỏ Chúa và sự vinh hiển của Ngài, các em sẽ khác. Và một trong những cái cách gây dựng mối thông công tốt nhất á, là cùng nhau phục vụ Chúa và rao truyền phúc âm. Khi các em cùng nhau đi ra, các em cùng nhau làm việc, các em cùng nhau giúp đỡ cho một cái nơi nào đó, các em cùng nhau đem tin lành đến cho người khác, các em sẽ không còn thì giờ để mà các em ngồi các em gây lộn với nhau nữa. Nhưng mình càng phục vụ Chúa chừng nào, mình càng thấy mình cần Chúa chừng đó. Mình càng phải quỳ gối xuống chung với nhau để cầu nguyện nhiều chừng đó.
mình gây dựng mối thông công trong hội thánh. Thành ra anh nói thiệt, anh đi nhiều nơi anh thấy chúng ta có cái xu hướng là gì? Ôm nhau, dòm nhau cười, dễ thương quá, ôm nhau, ôm nhau. Ô, ban thanh niên này tốt quá, tất cả đều ôm nhau, vuốt nhau, người này khen người kia, ô, dễ thương, ô, đẹp trai, ô, hiền lành, ô, ngoan ngoãn. Trước sau gì cũng chết. Chúa muốn chúng ta nắm tay nhau, nhưng mà không phải để ôm thành vòng tròn, dòm nhau cười. Mà Chúa muốn chúng ta nắm tay nhau để mà đi ra phục vụ Chúa. Và khi các em thấy càng hầu việc Chúa chừng nào, càng đi ra phục vụ Chúa, càng nói về Chúa, càng sống bày tỏ phúc âm, tự nhiên cái mối quan hệ thông công của các em trong Chúa càng chặt chẽ. Một cái hội thánh nào không đi ra phục vụ, chỉ ngồi lại thông công, không chờ dịp để mà ngồi nói chuyện, chơi, ăn uống với nhau, hội thánh đó trước sau gì cũng có vấn đề. Càng đi ra, càng bày tỏ Chúa, càng phục vụ, mối thông công càng chặt. Anh nói tối hôm nay á, anh chị muốn nói với các em một vài điều đó thôi. Anh ao ước rằng các em có thể hiểu anh. Các em hiểu không? Nãy giờ nói em nghe hiểu không? Hả? 15 phút đầu thì hiểu, 20 phút sau vẫn hiểu, nhưng mà không nghe được gì tại vì đang ngủ. Anh á, thì cái nguyên tắc của anh rất đơn giản. Anh còn các em ngày mai một ngày nữa. Buồn ngủ thì cứ ngủ. Nhưng mà có hai nguyên tắc quan trọng là nên ngồi gần nhau mà ngủ để cho dựa nhau đừng có té xuống đất. Nguyên tắc thứ hai là ngủ đừng có ngáy để cho đứa kế bên nó yên lặng nó ngủ. Anh dễ tính lắm. Anh ao ước làm em hiểu anh nói không? Hiểu ha? Em, anh cố gắng, anh cũng định nói một ít tiếng Anh với một ít tiếng Việt, nhưng mà anh nói với Chánh là anh nói tiếng Anh nhiều khi mấy em lại còn không hiểu nhiều hơn là nói tiếng Việt cho mấy em. Mấy em nhìn cái outline của anh bằng tiếng Anh thì anh nghĩ nó hép mấy em, phải không? Ok, mình sẽ làm việc với nhau ngày mai. Thành ra tối hôm nay chúng ta học với nhau hai điều. Nền tảng của sự nghiệp nhất, không có cái nào đến từ phía con người hết. Chúng ta chỉ có 7 cái điểm chung đến từ Chúa. Do đó chúng ta đừng đòi hỏi mọi người giống nhau. Hãy nhớ rằng mối tương giao của các em với Chúa là quan trọng. Và hãy nhớ một điều nữa đó. Nó là chúng ta ở trong thân thể Chúa không phải vì cớ chúng ta thích nhau, mà vì cớ Chúa yêu, Chúa cứu chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài. Làm sao để gây dựng mối thông công trong Chúa? Có 3 điều. Phải gây dựng mối quan hệ của các em với Chúa, gây dựng mối quan hệ của chúng ta với nhau theo nguyên tắc của Kinh Thánh và bày tỏ Chúa và sự vinh hiển Ngài. Chúa dẫn dắt và chúc phước cho các em ha. À, cảm ơn các em. Giờ này xin kính mời tất cả các quý ông bà cũng như các bạn, xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta thầm nguyện một vài phút và sau đó xin kính mời chú Nghĩa lên bên trên để thay mặt để cầu nguyện. Nãy giờ chúng ta đã nghe mục sư chia sẻ thì chúng ta cũng biết được cái sự khiếm khuyết, sự yếu đuối của chúng ta ở chỗ nào. Giờ này mong rằng tất cả chúng ta ai nấy đều đến riêng với Chúa để chúng ta dâng trình cho Chúa điều này. Nếu ai trong thời gian qua đã có tị hiềm, đã có xích mích, đã gây cho thân thể Chúa bị chia rẽ, xin chúng ta ăn năn với Chúa. Và nếu ai vẫn cảm thấy mình là một hạt nhân lẻ loi bên ngoài hội thánh, nhiều người chưa hiểu mình, thì chúng ta cũng dâng trình điều này với Chúa, ao ước rằng hội thánh của Chúa cùng là một thân thể trong Đấng Christ. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, là Chúa, là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con đang đứng trước mặt Chúa đây, chúng con là những tội nhân ở trước mặt Ngài. Chẳng ai trong chúng con là những người tốt cả. Có thể nhiều người nhìn chúng con với vẻ bề ngoài, thấy sự hình dung tươi tốt, đẹp đẽ và nghĩ rằng chúng con tốt. Có thể chúng con rất là nice với lại nhiều người, nhưng mà tận trong thâm tâm thì chúng con biết chúng con là những tội nhân ở trước mặt Ngài.
Chúng con là những người xấu trước mặt Ngài. Và Chúa ơi, chúng con vẫn luôn luôn đòi hỏi những người đến với chúng con phải là những người tốt. Chính vì vậy khi chúng con thấy anh em mình xấu với chúng con dễ dàng chống đối, chúng con dễ dàng xích mích, chúng con dễ dàng chia rẽ với lại những người anh em đó. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con về những điều trong suốt những năm tháng qua chúng con đã phạm tội ở trước mặt Ngài. Khi chúng con gây chia rẽ thân thể của Chúa, khi chúng con chỉ nhìn thấy anh em mình trong hội thánh mà không nhìn thấy Chúa, khi chúng con chỉ quan tâm tới điều anh em chúng con đối xử với nhau mà chúng con không nhìn thấy Chúa, khi chúng con chỉ muốn tìm cách hạ người khác xuống để mình được ngoi lên, để mình được tôn trọng hơn trong hội thánh, trong vòng ban thanh niên, mà không để Chúa làm chủ trên cuộc đời chúng con, xin Chúa tha thứ tội cho chúng con. Khi chúng con chỉ nhìn thấy chúng con là xứng đáng hơn, đẹp đẽ hơn, tươi tốt hơn những anh em khác của chúng con trong hội thánh, và chúng con nhìn những anh em chúng con với một ánh mắt thấp hơn, xin Chúa Ngài tha thứ tội cho chúng con. Xin Chúa tha thứ tội cho chúng con vì cớ chúng con sống trong sự kiêu ngạo, vì cớ chúng con vẫn còn mang bản chất Adam ở trong người mình. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cứu chúng con và tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, Ngài đã đổ huyết Ngài ra trên thập tự giá bằng một giá rất cao để chuộc từng em nhỏ ở đây, chuộc từng chúng con về trong ràng của Ngài, để chúng con làm chiên trong một chuồng, làm những chi thể trong một thân với nhau. Dầu vậy thì chúng con sẵn sàng dứt chi thể của mình ra khỏi thân thể của Đấng Christ, làm đổ máu, đổ huyết của Chúa một lần nữa trên thập tự giá. Xin Chúa tha thứ tội cho chúng con. Chúa ơi, chúng con thấy xấu hổ và hổ thẹn về điều này. Trong buổi tối hôm nay, lời của Chúa xin đụng đến từng tấm lòng của các em thanh niên, thiếu niên, đụng đến từng tấm lòng của các bậc phụ huynh dẫn các em đến, để cho chúng con thấy được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con tuyệt vời quá. Và Chúa dặn chúng con rằng các ngươi hãy yêu nhau vì ta đã yêu các ngươi trước. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con mọi sự xấu xa mà chúng con đã phạm trước mặt Ngài, và điều nào đó mà làm cho lòng của chúng con còn cay đắng với anh em chúng con trong buổi tối hôm nay, thì xin Chúa giờ này Ngài đừng để rễ đắng tiếp tục đâm ra trong lòng của chúng con nữa, nhưng mà cất ra khỏi lòng chúng con, để con có thể gặp anh em chúng con trong sự vui mừng, trong sự tay bắt mặt mừng, vì cớ rằng chúng con là con sáng láng của Ngài, chứ không phải là con cái của sự tối tăm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa gieo trong lòng chúng con tình yêu thương, và tình yêu thương cứ mọc lên, kết hoa, kết trái, nở ra để mọi người xung quanh chúng con, những đồng bào chúng con, những anh em chúng con, những bạn hữu chúng con là những người chưa biết Chúa, họ nhìn thấy tình yêu thương trong vòng chúng con mà họ chạy đến với lại hội thánh Ngài, chạy đến với lại ban thanh niên của chúng con. Chúng con thật cảm tạ ơn Cha rất nhiều. Chúa ơi, xin cứ giấu chúng con ở trong Ngài. Những ai trong chồng chúng con vẫn chưa nhận thấy được tình yêu từ nơi Ngài để có thể làm thay đổi cuộc đời, để có thể đem chúng con đến với nhau được, thì xin Chúa Ngài cũng cho các bạn tối hôm nay về nhà, khi suy nghĩ, khi nằm ngủ thì cũng nhớ đến rằng chúng con đã nhận lấy tình yêu từ nơi Ngài chưa, để chúng con có thể yêu nhau. Nếu ai trong dòng chúng con chưa có được tình yêu đó, xin Chúa cho chúng con có thể bị bắt phục, bị đầu phục, hạ mình xuống để mà nhận lấy tình yêu từ nơi thập tự giá, từ nơi huyết báo tuôn ra của Ngài, để mà thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con thật cảm tạ ơn Cha rất nhiều. Chúng con dâng mọi sự còn lại trong cánh tay nhân từ của Cha, và xin Chúa tiếp tục ban phước trên trại Bồi Linh Kết Nối này của các em thanh niên, để sau những ngày trại, sau những lúc mà các em ngồi lại với nhau nghe được lời của Chúa, thì lời Chúa như gươm hai lưỡi xoáy vào trong lòng chúng con, có thể làm cho chúng con đau đớn đó, nhưng mà ban cho chúng con nguồn hy vọng, ban cho chúng con một sự sống mới, ban cho chúng con một nguồn phước, để khi mà sau những ngày trại này chúng con lập lại một ban thanh niên mạnh mẽ, có ơn của Ngài trong hội thánh, trong vùng cũng như trong hội
Aurora này, cũng như là trong vùng Denver này, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay nhân từ của Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời quý vị ngồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến trong chương trình buổi tối hôm nay. Như chúng ta đã biết thì chúng ta không biết được tương lai của mình ngày mai sẽ thế nào. Buổi tối hôm nay chúng ta có cơ hội Chúa cho chúng ta đến để học và nghe được lời của Chúa qua mục sư. Nhưng rồi tối nay và ngủ hay ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng Chúa là đấng biết hết mọi điều. Và ngày mai tiếp tục với chương trình Bội Linh sẽ có cả ngày ở tại nơi đây, bắt đầu chương trình vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và các bạn nào muốn đến đây sớm 9 giờ rưỡi thì sẽ có chương trình tỉnh nguyện ở tại đây, và chương trình chính thức của Bội Linh bắt đầu từ 10 giờ rưỡi. Và có một em thiếu nhi trong hội thánh có hỏi mẹ của mình, sau khi xem một cái video clip thì em hỏi mẹ rằng nếu mà Chúa cho chuyện này xảy ra ở tại nơi mình ở thì mình sẽ làm như thế nào, Chúa có phạt mình hay không, mình có được lên thiên đàng hay không. Thì xin quý vị cùng xem cái video clip này và hỏi chính bản thân của mình rằng nếu chuyện này xảy ra ở tại nơi đây thì các bạn nghĩ là mình có được Chúa bảo bọc mình hay không? Mình có được Chúa ôm mình trong vòng tay và trong sự bảo vệ của Ngài hay không? Xin các bạn cùng xem. Không có ai biết được tương lai của mình sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà mọi người chúng ta đều lo lắng cho ngày mai. Các bạn thanh thiếu niên lo lắng cho việc học của mình. Những quý vị lớn tuổi thì lo lắng cho việc làm của mình, lo cho ngày mai về tương lai của bản thân của mình. Nhưng mình quên mất đi là chỉ có Chúa mới sắm sẵn và tương lai, chỉ có Ngài mới biết được ngày mai sẽ thế nào, chỉ có Ngài mới biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Và thậm chí trong đời sống của chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Nếu tối hôm nay chúng ta về ngủ, có chuyện gì xảy ra hay không? Hay ngày mai chúng ta chạy xe trên đường, có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Tương lai tôi còn biết bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đi trước tôi.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếm sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tim đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày mai sẽ thế nào, tôi thấy nghe tiếng Chúa như khuyên ta đi trong với con trong cuộc đời, vì ta biết trước có mọi điều. Tôi nay ngày mai sáng hơn nhiều, chẳng thể nhớ bước nơi tiền thờ. Trên vai tôi bao gánh nặng với giờ, mây mờ biết tươi hơn đêm hơn. Tại nơi đó mây trời sẽ không tàn, không còn tiếc, không than đau buồn. Mùi vinh quang quay quanh tôi không rời, tình thương Chúa thấm đi dâng tràn. Tương lai tôi còn biết bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bị đừng know about tomorrow. I can live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for the sky may turn to gray. I don't worry on the future, many things about tomorrow.
Cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa luôn đi trước chúng ta và Chúa đã sắm sẵn mọi thứ cho chúng ta. Và giờ này xin kính mời chúng ta cùng đứng lên, cùng cầu nguyện chung và kết thúc buổi tối hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Cha được tôn thánh. Hôm nay xin cho chúng con và ăn uống được. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tất cả chúng ta cùng ở lại và có một buổi ăn thông công sau giờ này.